Kính thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay chào đón nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngang. Coi show ở casino vỗ tay nhỏ, người ta biết là mình thua bài. Làm lại phát nữa xem thế nào. Ít ra không phải vậy. Nên nhớ, chúng ta có mấy tiếng đồng hồ thôi. Tập trung vào thưởng thức văn nghệ, quên đi những đắng cay ngoài kia. Xong show quý vị sẽ ra ngoài kia cùng tôi, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đồng ý không? Nhưng mà tôi phải nhắc lại một câu, ông chủ sòng bài Crown Casino tại Úc, ông nói: đừng bao giờ gặp nhau trong casino mà hỏi nhau là ăn hay thua. Bởi vì ăn hay thua nó chỉ xảy ra trong một phút, khi nào rời casino mới biết mình thắng hay bại. Đồng ý không quý vị? Rồi, quên hết đi nha, quên. Tôi ít khi mặc cái tie đỏ như thế này, quý vị nhớ, có bao giờ mặc đâu. Hôm nay sở dĩ mà thắt cái cà vạt đỏ là tại tôi ủng hộ ông Donald Trump. Bắt trước ông xài đỏ, tôi cũng xài đỏ xem sao. Bởi vì từ ngày lên làm Tổng thống, ông lỗ 3 tỷ rồi. Tiền các thứ ông lỗ hết trơn. Thưa quý vị, phải nói rằng trong 27 năm tôi làm văn nghệ, ít khi chúng ta có một cái hiện tượng là một ca sĩ mà tài sắc như là Như Quỳnh mà chúng ta gặp gỡ trong 25 năm qua. Kỷ niệm thì nhiều lắm. Từ lúc ban đầu đi show chung, tôi không thể nhắc hết mọi kỷ niệm phải viết thành một cuốn sách. Nhưng mà tôi nhớ năm 2000, tức là cách đây 19 năm, tôi đi sang bên Anh trình diễn. Quý vị biết không? Tôi, Như Quỳnh, Trường Vũ, bao nhiêu Lưu Bích, Kỳ Duyên, bao nhiêu là ca sĩ rất là ăn khách. Nhưng mà chúng tôi vào trước ngồi ở tiệm ăn Việt Nam, thì khán giả họ bu chung quanh, họ nhìn vào cửa sổ, họ không thấy Như Quỳnh. Mà Như Quỳnh lúc đó còn kẹt ở ngoài phi trường, tại quan thuế nó làm khó dễ chút xíu. Mà bên Anh, nếu quý vị biết, khán giả 95% hoặc là hơn là người miền Bắc. Tại lúc đó là người miền Bắc họ vượt biển rồi, nước Anh nó nhận, nữ hoàng Anh nhận, là người miền Bắc từ Hồng Kông. Thành thử 95% đi coi show là người miền Bắc. Thì chúng tôi ở bên kia là cái tiệm bán vé, cái tiệm bán băng này nó bán cái vé cái show đó. Thì cái nhóm người miền Bắc họ mua, gia đình họ mua 40 vé. Họ nhìn quanh chỉ thấy tôi với Kỳ Duyên. Mà lúc đó là tôi với Kỳ Duyên sang Anh lần đầu cũng tưởng là phải ăn khách lắm. Cách đây 19 năm quý vị. Rồi Trường Vũ, Lưu Bích, mà không thấy Như Quỳnh. Ông đó ông cầm 40 cái vé, ông sang bên kia, cái tiệm đó ông trả lại 20 vé. Ông giữ 20 vé thôi. Ông mới bảo cái ông chủ tiệm là: chiều nay mà không có Như Quỳnh ấy, ông dỡ nhà mày. Bán vé mà không có Như Quỳnh ấy, thì dỡ nhà. Tức là cái sức thu hút của Như Quỳnh nó lớn lao lắm lúc đó. Và thưa quý vị, bao nhiêu những bài ca, múa, trình diễn trên Paris By Night qua cái thời gian 25 năm vẫn động lại chúng ta biết bao nhiêu kỷ niệm. Thôi, nói nhiều làm gì, để quý vị nghe hát. Đồng ý không quý vị? Vâng, bây giờ phải vỗ tay thật lớn. Thưa quý vị, chào đón nữ ca sĩ Như Quỳnh. Cảm ơn chú Ngạn, cảm ơn ban nhạc và Như Quỳnh đặc biệt. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Và qua ca khúc này, Như Quỳnh xin được tri ân tất cả sự thương yêu của mọi người đã dành cho Như Quỳnh những giây phút đầu tiên khi Như Quỳnh mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Và ca khúc đã đem Như Quỳnh đến gần với quý vị rất nhiều. Tuy là 25 năm trôi qua rất nhanh mà Như Quỳnh vẫn còn được khán giả và những người thương yêu ủng hộ và khuyên Như Quỳnh nên hát những ca khúc như thế này. Và bây giờ, thay cho lời cảm ơn, một lần nữa xin gửi đến cho
ban tổ chức cũng như là Steven Mai, sự góp mặt của chú Nguyễn Ngọc Ngàn, tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn trung tâm Asia đầu tiên đã gửi ca khúc này cho Như Quỳnh. Và xin hãy cùng với Như Quỳnh thưởng thức lại ca khúc Chuyện Hoa Sim, sáng tác của nhạc sĩ Anh Vân. Màu buồn tan tan phải không em?
chuyện hoa xinh. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, vẫn tràn pháo tay đã thương yêu tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ cũng như ban nhạc.